Nhân dịp năm mới, Niceline xin dành tặng cả nhà một intro PowerPoint ngập tràn không khí Tết đến xuân về nha. Công việc của chúng ta đó là chỉ cần gõ lời chúc rồi chạy slide trình chiếu. Link tải cùng password sẽ được cung cấp ngay ở phần sau của video. Intro này được thiết kế dành riêng cho năm Nhâm Dần 2022. Chúng ta sẽ tải intro này tại niceline.vn/intro2022. với mật khẩu là NiceLine học PowerPoint. Và mọi người đừng quên tải bộ phông của NiceLine tại niceline.vn/phông để intro giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên bản nha. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NiceLine để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của NiceLine, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.